Bạn Duy vẽ là con đây con gì? Con cá. Đâu là con cá nào? Con cá gì nhỉ? Đây. Ôi sao con cá nó lại thế này nhỉ? Để chúng biết là con cá. À, như là con cá. Thế bây giờ bạn Duy sẽ vẽ con gì? Bạn Duy sẽ vẽ con gì tiếp theo nhỉ? Tiếp theo là con bướm. Con bướm à? Thế bạn Duy xóa đi rồi vẽ con bướm xem nào, cho bố Tuân xem nào. Đây con bướm đây. Đấy Duy sẽ vẽ con bướm nha. Đấy bạn Duy vẽ con bướm đi. Vẽ xong thì bảo bố Tuân nhé. Wow, bạn gì vẽ được con bướm rồi à? Bạn gì giỏi quá. Cắt đi à? Cắt đi à? Đây con. Bố xem có giống con bướm không nhá. Wow. Đi rồi có ích chi nhỉ? Sẽ có được không? Con bướm bạn đi vẽ con bướm xong chưa? Xong rồi. Xong con bướm rồi á? Đâu cho bố xem nào. Đâu bạn đi vẽ xong cho bố xem nào. Con bướm xong chưa? Xong rồi. Đâu của nó như nào? Đây à? Wow, bạn Duy vẽ con bướm nào. Wow, bạn Duy vẽ con bướm đẹp quá. Rồi bây giờ bạn Duy xóa con bướm đi, bạn Duy vẽ con ếch đi. Đấy, vẽ con ếch. Bạn Duy vẽ con bướm mà muốn nhìn thì gần giống con bướm. Nhìn ơi, nghe máy. Wow, bạn đi xóa xong rồi, bây giờ bạn đi vẽ con gì nhỉ? Con ếch à? Con ếch. Rồi bạn đi vẽ con ếch đi. Đấy, bạn đi phải nhìn con ếch hình như nào rồi vẽ nhé. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Cô bạn gì vẽ là con gì đấy? Là con bướm. Lại con bướm tiếp à? Không phải con ếch à? Tôi tưởng bạn gì vẽ con ếch cơ. Con ếch. Rồi vừa. Cô bạn gì vẽ giỏi quá. Ừ, đúng rồi.